Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh youtube của Ngọc, Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. À, Ngọc rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của Ngọc trong thời gian qua và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share cái video và hãy đăng ký kênh, subscribe và nhấn nút chuông để quý vị là người đầu tiên nhận được thông báo khi Ngọc ra video mới mọi người nha thì ngày hôm qua Ngọc có ra hai cái video liên quan đến cái tiền à, Ngọc gọi là cái tiền free money tiền miễn phí bởi vì nó là một cái phần tiền mà chính phủ cho mình và mình không có cần phải trả lại no repayment quý vị nha thì cái khoản tiền này gọi là eidl advance hoặc là eidl grant advance là cái chữ này nè quý vị thì hai cái chữ này giống nhau thì mình có thể xin tối đa là 10.000 nhưng mà nếu chỉ là một mình mình thôi thì mình À, có thể xin 1.000, người ta thường người ta cho 1.000, hoặc là nếu như tiệm có 3 thợ thì người ta cho 3.000, 5 thợ cho, cho 5.000, 10 thợ thì cho, cho 10.000 chẳng hạn. Thì tối đa là 10.000 và tối thiểu là 1.000. Thì cái tiền này mình không có trả lại cho chính phủ nên gọi là tiền free. Thì có những cái cơ, câu hỏi thắc mắc là bây giờ mình có phải trả lại cái phần này trong vòng 30 năm với lãi suất là 3 75% hay không thì Ngọc xin chia sẻ ở đây là nó có hai phần riêng biệt trong video này Ngọc sẽ nói rõ cái EIDL tiền vay là gì và tiền free là gì quý vị nha và Ngọc xin trả lời cái câu hỏi là đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp thì xin cái tiền này có bị ảnh hưởng gì không à, đó là hai cái vấn đề chính mà Ngọc muốn chia sẻ trong video này thứ nhất là phân biệt giữa cái EIDL grant tiền free tiền không phải trả lời cho chính phủ và cái phân biệt cái tiền lực, uh, tiền vay là eidl lần và thứ hai là ngọc sẽ trả lời thắc mắc là có bị ảnh hưởng gì đến cái tiền thất nghiệp hay không quý vị nha ngọc xin mời quý vị theo dõi tiếp theo các bạn có thể hỏi ngọc là eidl là gì nghe nói là free có thiệt không nghe nói là tiền vay mà xong một số người nói là tiền vay một số người nói là tiền free thì hai cái điều này đúng hết quý vị nó có hai khoản một khoản là tiền free là miễn phí một khoản là tiền vay tiền free có nghĩa là mình không có trả lại cho chính phủ tiền vay có nghĩa là mình phải trả lại cho chính phủ trong vòng 30 năm với lãi suất như vậy EIDL là gì nó là một khoản hỗ trợ của chính phủ dành hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ từ 500 nhân viên trở xuống trích từ khoản cái gói 2.000 tỷ được tổng thống Trump ký hồi tháng 3 như vậy ở đây cái khoản hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ từ 500 trở xuống thì làm sao mà thợ nail 1099 nộp được, làm sao mà các anh chị đi lái Uber, lái Lyft, lái cho Amazon delivery hoặc là bây giờ mình thuê station làm sao mà mình nộp cái này được, mình không có nhân viên thì câu trả lời là được bởi vì khi mà mình có cái hồ sơ thuế 1099 là mình là independent contractors mình có thể là mình sell employees, mình có thể là sole proprietors, mình có thể là uh, independent contractors, những ai có hồ sơ thuế tane này có cái schedule c uh, quý vị đều có thể nộp để xin cái eidl một một người quý vị nha nếu như mà mình là chủ doanh nghiệp thì mình có thể là được nhiều hơn. Ví dụ như là mình chủ tiệm, mình có 3 thợ, mình được cho 2.000, mình có 2 thợ, mình được cho 2.000, mình có 5 thợ, được cho 5.000, mình có 10 thợ, được cho 10.000, mình có 15 thợ, thì tối đa mình cũng được cho 10.000 thôi. Cái tiền tối thiểu là 1.000, cái tiền tối đa là 10.000. Và cái EIDL viết tắt của chữ Economic Injury Disaster Loan, như vậy khi các bạn thấy cái chữ loan này, là cái khoản vay thì các bạn lại hỏi ngược lại vì sao ở đây nó nói là loan mà bây giờ lại là free money thì vì như thế này quý vị, vì cái EIDL loan này nó chia là hai khoản, một khoản là gì? Advance hay còn gọi là cái grant. Thì khi mà quý vị nghe chữ grant thì nó là free, là cho để tối đa là 10.000 và tối thiểu là 1.000 trên cá nhân, trên thợ, trên một tài xế Uber. Thì cái tiền này, khi mà chúng ta nhận cái tiền này, chúng ta phải để ý trong cái email mà spa người ta, trong cái điều khoản người ta uh, uh, cho mình biết trước khi mình ký hồ sơ thì mình coi thử trong đó có phải là grant có phải là advance không thì nếu như trong đó nó nói là grant advance thì đó là cái tiền free mình không có phải trả lại cho chính phủ quý vị nha còn nếu như trong cái email mà SBA người ta gửi cho mình mà người ta nói là cái này là một cái loan cái EIDL loan thì trong đó người ta nói là 3 75 phải trả lại trong vòng 30 năm thì cái khoản này là cái khoản tiền vay. Như vậy quý vị thấy, nếu như mình nói đây là khoản tiền vay thì cũng đúng. Nếu như mình nói EIGL là cái khoản tiền advance, cái tiền miễn phí cũng đúng. Thì khi mà SBA người ta duyệt hồ sơ của mình, người ta cho tiền mình thì quý vị phải để ý cái tiền đó là tiền gì nếu như tiền nôn thì mình ký mình nhận tiền loan thì mình phải trả lại nếu như mình ký mà nhận tiền advance tiền grant thì mình không có phải trả lại cho chính phủ hy vọng là qua cái giải thích này quý vị có thể hiểu được vì sao nó là free vì sao nó là tiền vay quý vị nha còn nếu như quý vị vẫn có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị hãy để lại trong phần comment của video này để ngọc vào ngọc trả lời bởi vì dạo gần đây ngọc hay có những cái phàn nàn là ngọc không có trả lời cái comment Uh, thì Ngọc cũng uh, thính, uh, xin giải thích như thế này Ngọc nhận rất là nhiều tin nhắn vào cái Facebook Minh Ngọc Cuộc sống Mỹ Ngọc nhận rất là nhiều email vào cái uh, Gmail của Ngọc Ngọc là Minh Ngọc cuộc sống Mỹ gmail.com thì uh, Ngọc cũng có cái công việc riêng của Ngọc cho nên là Ngọc xin lỗi nếu như Ngọc chưa có trả lời câu hỏi của quý vị trong phần comment thì bây giờ Ngọc quay lại Ngọc sẽ trả lời cái phần comment và Ngọc sẽ à, từ từ trả lời email từ từ trả lời Facebook quý vị nha Ngọc à, ưu tiên cho comment cái đợt này quý vị hãy để lại comment để Ngọc có thể vào Ngọc trả lời trong thời gian sớm nhất có thể à, khi nộp đơn quý vị lưu ý cho Ngọc cái này nha khi mà quý vị vào quý vị thấy cái đơn nó nói là Economic Injury Disaster Loan Application Ở đây cái chữ loan, quý vị thấy cái chữ loan cái mất hồn chạy ra không có uh, dám nộp đơn ha Thì quý vị yên tâm khi mà quý vị tới cái bước thứ ba này rồi Thì quý vị sẽ thấy cái chữ này I would like to be considered for an advance of up to $10,000 Quý vị thấy ở đây cái chữ cái advance là có nghĩa là cái tiền miễn phí, cái free cái grant này thì quý vị bắt buộc quý vị phải Check vô cái ô vuông vuông này quý vị ha, click vô cái ô vuông vuông này bấm vào đó, nếu như quý vị không bấm vào đó thì quý vị sẽ không được nhận cái phần tiền miễn phí này một ngàn cho một người, nếu như mà chủ tiệm thì được nhận hơn nhiều hơn một ngàn và tối đa là 10.000. rồi sau đó mình sẽ điền cái thông tin tài khoản ngân hàng ra uh, số tài khoản à, rồi cái số rounding number quý vị ha thì nếu như quý vị nhận tiền thì quý vị phải để ý là mình ký nhận cái phần tiền loan hay là mình ký nhận cái phần tiền rent quý vị nha coi thử mình khi mà mình ký nhận là mình coi thử người ta cho cái gì còn nếu như quý vị thấy là cái số lẻ là năm một thì coi như coi thử cái phần đó là có thể là tiền loan nha còn cái tiền 1 ngàn, 2 ngàn, 3 ngàn thì nhiều khi nó là cái tiền grant. Quý vị phải coi thử cái điều khoản người ta cho mình là gì để quý vị ký thì ký cho nó đúng chứ. Nhiều khi á, mình nộp cái đơn này là, là, đơn loan thì người ta có thể cho mình hai cái. Cái phần loan và luôn cái phần grant luôn. Thì mình có thể nhận cái phần này và mình từ chối cái phần loan quý vị nha. bây giờ xin trả lời cái câu hỏi là xin cái khoản tiền free 1 ngàn này à, thì có bị ảnh hưởng đến cái tiền thất nghiệp hay không bây giờ ngọc xã sẽ đi giải thích trước cái phần thợ và lái xe uber ha thì quý vị nhớ cái eidl này khác với ppp nếu như mà quý vị nhận PPP mình có 24 tuần để sử dụng cái khoản tiền này để trả lương cho nhân viên đúng không? Bởi vì PPP là mình phải có nhân viên. Rồi nếu như mà mình là nhận EIDL Grant thì mình không có giới hạn thời gian để sử dụng cái tiền này và cái tiền này mình có thể sử dụng để vào việc chi dùng vào cái working capital thì working capital thật sự ra Ngọc không có quyết giải thích như thế nào và bản thân Ngọc Ngọc cũng không có hiểu rõ hết cái working capital khi mà mình khai thuế mình phải khai như thế nào cho nó đúng thì ngọc không có dám giải thích bởi vì ngọc không phải là nhân viên chuyên về khai thuế cho nên là ngọc chỉ biết cái gì thì ngọc chia sẻ đó thôi thì bây giờ trường hợp mình là thợ trường một mình là lái xe uber thì cái việc sử dụng cái eidl an toàn nhất là mình sử dụng vào cái mileage của mình quý vị nha thì ví dụ như là 2019 người ta cho cái mileage của mình mình có thể trừ là hình như là Ngọc nhớ là khoảng bao nhiêu cents đó bây giờ à, khoảng năm mươi mấy cents. Thì bây giờ Ngọc tạm thời là Ngọc nói là 50 cents cho một mile ha. Thì bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ người ta không có giới hạn thời gian, bây giờ trong vòng 2 năm tới, trong vòng 1 năm tới mình chạy cái xe mình bao nhiêu miles mình sử dụng để vào cái mục đích mà vào cái business của mình ha. Cái business của mình là gì? Lái xe Uber thì mình chia cái 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 business bây giờ cái xe đó mình chạy cho cho business mình chạy cho khách rồi mình chạy cho con đi đưa đón con đi học thì mình không có tính những cái mile mình đưa con đón con đi học mà mình chỉ tính những cái mile mình đi chở khách thôi. thôi. Ví dụ như là mình làm thợ thì mình chỉ tính những cái mile mà mình đi từ nhà đến tiệm thôi quý vị nha chứ mình không có tính những cái mile mà mình đi du lịch đi chơi đi biển hay là đi đón con đi học thì những cái mile đó bây giờ mình người ta không có giới hạn thời gian thì mình bây giờ mình có thể nhân như thế nào mình tính như thế nào làm sao để có thể mình trừ vào cái khoản tiền một ngàn này để cái tiền một ngàn này là mình hợp thức hóa mình được một free mình không có dù cho chính phủ người ta kiểm tra mình mình vẫn có thể thuyết phục được mình có những cái giấy tờ để mình chứng minh được quý vị ha Nếu như trường hợp mình là chủ tiệm ha thì cái này nó dễ hơn một chút chủ tiệm là mình có gì có tiền rent đúng không có nhân viên có có thợ đúng không có tiền bills điện nước vân vân ha thì bây giờ mình sẽ dùng cái eidl grant này Dùng để trả tiền, tiền thuê nhà Bây giờ mình nhận 5.000 Mà tiền thuê nhà cho tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 Mình dùng đó nổi cái tiền thuê nhà không là đã hết cái tiền rent rồi Mình không có phải trả cho thợ Thợ bây giờ nếu thợ lãnh tiền PUA nó cao Thì để cho thợ mình đi lãnh tiền PUA Bây giờ mình dùng cái tiền 5.000 này mình trả cho cái tiền rent, mình trả cho cái tiền điện, tiền nước, tiền ga trong vòng tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 tới cuối năm vẫn được quý vị bởi vì EIDL grant này nó không có giới hạn thời gian. Cái PPP là giới hạn thời gian đúng không quý vị? 24 tuần cho nên mình phải sử dụng cái tiền này trong vòng 24 tuần. Cái EIDL này không có giới hạn thời gian cho nên là mình khoan hãy trả cho thợ mình hãy trả tiền rent tiền bill trong từ nay đến cuối năm hay là sang năm năm sau vẫn được quý vị để cho thợ à, không có bị ảnh hưởng đến cái tiền trợ cấp thất nghiệp của thợ mình ha và như vậy là hy vọng ngọc trả lời được câu hỏi cho quý vị rồi bây giờ ngọc có cái điều này ngọc lưu ý quý vị nếu như quý vị đang nhận cái tiền pua này mà quý vị cảm thấy là không có cần tiền 1.000 này thì quý vị không có cần phải nộp đơn để cái phần tiền này cho những ai thực sự đang rất là khó khăn để người ta có thể người ta có cái phần của người ta. À, bây giờ nếu như quý vị đang nhận tiền thất nghiệp mà quý vị thấy là bây giờ chồng mình vẫn đang... À, có việc làm có lương bình thường mình thì mình đang có cái tiền thất nghiệp này thì mình nghĩ là ô cái phần tiền ngàn này thì mình nghĩ là mình cũng không có dùng tới mình cũng không có thật sự là quá cần cái một ngàn này thì mình cũng không có cần nộp đơn để mình à, phải suy nghĩ chi cho nó mệt đầu ha nếu như thật sự mà mình bị ảnh hưởng rất là nặng bây giờ mình không biết ngày mai mình có tiền để mình đi chợ không ngày mai mình có tiền để mình trả tiền tiền bills không mà ngày tháng sau mình có tiền để mình trả tiền nhà hay không thì quý vị nên nộp đơn để xin cái khoản tiền 1 ngàn này thì đó là tùy vào các anh chị à, tùy vào cái quyết định của các anh chị các bạn nha và dùng EIDL cái điều cấm kỵ mình không dùng EIDL grant để làm gì EIDL grant mình không dùng để sửa tiệm nè không dùng để chi dùng cá nhân, không dùng để đầu tư cho cá nhân, ví dụ như chứng khoán, mua nhà mua cửa vân vân thì đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ đến các bạn các cô chú và, và các anh chị à, và nếu như các anh chị nào muốn nộp đơn thì vào cái đường link này để nộp ha Ngọc làm hai cái video một cái video hướng dẫn cụ thể và một video trả lời câu hỏi thì quý vị có thể xem hai video đó bỏ ra 20 phút và điền đơn nó nhanh lắm khoảng 10-15 phút là xong cái đơn rồi mình gửi đi À, và nếu như quý vị có những cái thắc mắc gì hãy để lại cái phần comment của video này hoặc những cái video kia để ngọc có thể vào ngọc có trả lời cho quý vị ngọc cố gắng trả lời cho quý vị bởi vì cái thời gian à, mình tranh thủ mình nộp đơn bởi vì à, nhiều khi á, người ta hết cái phần tiền đó thì không có tới lượt mình cho nên là quý vị tranh thủ ha nếu như quý vị thấy cái video này ngọc làm có những cái thông tin hữu ích hãy like và share cái video này cho bạn bè, người thân và gia đình cũng như là đồng nghiệp để mọi người có thể biết được cái thông tin này và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc mọi người nha. Bye bye nào.